hé lộ cận không gian tiệc cưới và một quy định cực khắt khe của Thanh Hằng cùng chồng nhạc trưởng. Không gian tiệc cưới của Thanh Hằng và chồng ngập tràn hoa tươi, tổ chức ở một khách sạn sang trọng. Chiều ngày 22 tháng 10, hôn lễ được mong chờ của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của chúng tôi, không gian hôn lễ của Thanh Hằng được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi, có màu trắng chủ đạo. Ở giữa khu vực đón khách có dòng chữ thác, M viết tắt tên của Thanh Hằng và Nhật Minh. Mọi chi tiết đều được sắp xếp tinh tế, chỉnh chu đúng với tính cách của cô dâu. Vào khoảng 17 giờ, tức một tiếng chuẩn bị đón khách thì ekip trang trí đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. Đáng chú ý, tại khu vực lễ tân, Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng đã để một tấm bảng thông báo quan trọng. Theo đó, cặp đôi đưa ra quy tắc cho quan khách là không quay phim, chụp ảnh, những khoảnh khắc trong ngày trọng đại sẽ được cô dâu và chú rể gửi đến sau. Đây là một quy định đặc biệt, vô cùng khắt khe so với đám cưới của các sao Việt trước đó. Nhiều sao Việt như Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Hương Giang, Xuân Lan, Lương Mạnh Hải đã xác nhận sẽ dự tiệc cưới. Thanh Hằng và chồng bắt đầu đón khách từ 18 giờ. Họ có một tiếng chụp ảnh kỷ niệm. Cả hai sẽ thực hiện các nghi lễ cưới hỏi, trao lời nguyện thề và nhẫn cưới trong 30 phút. Sau đó dàn khách mời sẽ bước vào tiết mục tưng bừng để chúc phúc cô dâu chú rể. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.